Thế thằng này là thằng nào? Sao mày lại đưa nó về đây? Dạ... Thôi, mày nói đi. Nói đi, không phải sợ đâu. Dạ... Em muốn về đây học bơi. Tao đã làm gì mày đâu mà mày khóc ầm ầm thế? Từ từ nói tao nghe xem nào. Dạ, em muốn về đây để làm đệ tử của đại ca. Xong đại ca dạy võ cho em. Em thích võ lắm. Em bé hộ chị. Đây đại ca. Wow, thế mày đúng ý tao chứ. Thôi, tao nhận mày làm đệ tử tao luôn nhá. Yeah, yeah, yeah. Từ nay em có đại ca rồi. Yeah, yeah, yeah. Em cảm ơn đại ca rất nhiều. Múa đẹp thế. Ước gì mình cũng biết võ. Ai? Ai đang theo dõi tao? Bước ra đây. Nhanh lên, không được có trách tao đấy. Là em à. Nhanh lên, đừng để tao phải nóng. Dạ, em đây ạ. À, thì ra là cái thằng nhóc con này đấy à. Sao mày lại theo dõi tao? Mày muốn gì? Hay là mày muốn học trộm võ của tao? Hả? Đúng không? Dạ. Tại em thích học võ cơ chị ạ. Nhưng mà không có ai dạy em. Thế à? Tao nói cho mày biết nhá. Tao học võ 10 năm nay rồi mà chưa có ai dám nhìn trộm tao dù chỉ một lần. Vậy mà mày dám to gan nhìn trộm tao học võ như thế này hả? Dạ, em xin lỗi chị ạ. Tưởng xin lỗi là sao à? Mày nghĩ đơn giản thế sao? Thế bây giờ chị muốn em làm thế nào? Thế mày đang ăn cái gì kìa? Dạ, em đang ăn bim bim ạ. Thế đưa cho tao ăn, thì tao sẽ tha lỗi cho mày. Dạ, đây ạ. Em mời chị ăn ạ. Ngon phết nhở. Được. À chị ơi, em muốn giỏi võ như chị, thì em phải làm thế nào hả chị? Muốn giỏi võ như tao á? Khó lắm, mày không làm được đâu. Khó đến đâu, em cũng làm được ạ. Em thích võ lắm. Em xin chị, dạy em đi. Dạy em đi. Em xin chị, dạy em đi. Thôi, được rồi. Vâng ạ. Được, thằng này có tố chất đấy. À, bây giờ thấy nhà nhá. À, mày đi ra bên này múa võ vài đường cơ bản cho tao xem. Nếu như mà mày múa được thì tao sẽ giới thiệu cho mày cho sư phụ của tao. Vâng ạ. Đi. Vâng. Được. Được. Thôi, được rồi. Ra đây nào. Vâng ạ. Được đây. Bây giờ mày đi theo tao. Đi gặp đại ca của tao. Nếu như đại ca của tao nhận mày là đệ tử thì mày sẽ được đại ca tao dạy võ cho mày suốt ngày suốt đêm, làm cho mày ngủ hết người cũng được. Mày thích không? Thôi đi. Vâng. Hay. Mày đi đâu? Cái đứa này, mày làm gì đây? Ôi đại ca ơi, em vừa thấy con ruồi nó đi qua nên em đập nó. Tao đã bảo rồi, cái cây đấy không phải để đập ruồi, cái cây đấy chỉ đập người thôi, mày hiểu không? Dạ vâng ạ. Đại ca! Thế này là thế nào? Đại ca đã bảo rồi, không được đưa người lạ vào nhà cơ mà. Muốn đưa người lạ vào nhà phải xin phép đại ca chứ. Dạ, em xin lỗi đại ca. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Tao không nghe mày nữa rồi. Tiểu muội. Dạ. Cho nó 10 gậy cho tao. Vâng. Đại ca, để em thử xử em cũng được ạ. Thôi được rồi, lần này tao tha cho mày nhá. Không có lần sau đâu. Tự vả vào mồm mày đi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn đại ca. Em biết là đại ca lúc nào cũng thương em mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xong rồi đại ca. Tốt. Thế thằng này là thằng nào? Sao mày lại đưa nó về đây? Dạ... Thôi, mày nói đi. Nói đi, không phải sợ đâu. Dạ... Em muốn về đây học võ.
Tao đã làm gì mày đâu mà mày khóc ầm ầm thế? Từ từ nói tao nghe xem nào. Dạ em muốn về đây để làm đệ tử của đại ca. Xong đại ca dạy võ cho em. Em thích võ lắm. Ừ được, nhưng mà tao nói cho mày biết nhá, chỗ này không phải chỗ học miễn phí đâu. Tao phải mất 20 năm mới luyện ra được cái môn võ này đấy. Thế bây giờ em phải làm gì ạ? Mày chỉ bảo nó đi. Dạ vâng đại ca. Bây giờ ấy, mày muốn được đại ca nhận mày làm đệ tử ấy, thì mày phải về mang cái gì ngon ngon đấy cho đại ca tao ăn, thì đại ca tao mới nhận. Dạ em biết rồi ạ. Thế chị với đại ca ở đây chờ em nhé, để em về chuẩn bị. Ờ đi về đây. Đây, em mang đồ ăn về cho đại ca rồi đây. Rồi. Tiểu muội bóc ra xem nào, xem nó mang cái gì về nào. Dạ vâng đại ca. Đây là con gà, đại ca. Mày nghĩ sao con gà bé tí thế này mà mày đòi làm đệ tử của tao hả? Mày cút đi về đi, mày mang cả gà mày đi về đi. Đại ca ơi, bây giờ em phải làm thế nào à? Em tưởng đại ca thích ăn thịt gà nữa. Mày mang về xem có cái gì to hơn như này không? Tao không thích ăn hai chân đâu, tao thích ăn bốn chân thôi. Tao không thích ăn hai chân đâu, tao thích ăn bốn chân thôi. Dạ, bốn chân là cái gì ạ? Bốn chân mà mày còn không biết thì mày đừng về đây nhận tao làm đại ca nữa. Là con lợn, đi về lấy lợn lên đây. Vâng ạ, em biết rồi. Đại ca ơi, thế bây giờ con gà này làm thế nào? Còn làm thế nào nữa, chúng mày không ăn thì vứt đi thôi. Ôi ôi, đừng vứt, để bọn em ăn. Tiểu muội, xuống đây. Dạ vâng. Này. Vâng, em xin. Ha, ăn đi. Ngon. Gì mà nặng thế? Dạ, cái con bốn chân mà đại ca thích đấy ạ. Thôi bóc ra đi, hồi hộp quá. Dạ vâng. Em bé hộ chị. Đây đại ca ơi. Thế mày đúng ý tao chứ. Thôi, tao nhận mày làm đệ tử tao luôn nhá. Yeah. Từ nay em có đại ca rồi. Yeah. Em cảm ơn đại ca rất nhiều nha. Để đại ca mở màn trước nhá. Vâng. Hai tiểu muội bê cho đại ca ăn nào. Vâng. Này tiểu muội, bê đầu. Đại ca ăn đi. Được. Ăn xong đại ca phải cho em làm đệ tử nhá. Ok. Để em xé cho đại ca ăn nhá. Đây đại ca ăn cái này. Đây. Đại ca ăn ngon không? Ngon. Cà. Đại ca đúng là mạnh. Sắp kéo cả hai người đi. Ngon quá. Thôi chúng mày ăn đi, ăn cùng đại ca cho vui. Vâng. Để em cắn một miếng to. Ngon quá.
Thank you.